Game sắp sửa tạo sự kiện mà không biết làm gì để mà thay đổi diện mạo. Thử lên nick.vn để mua vàng mua ngọc xem. Đầu tiên chỉ cần ấn nạp thẻ, chọn nhà mạng tương ứng và chọn đúng mệnh giá nhé. Vào phần dịch vụ, chọn game, ấn vào mua vàng và chọn vũ trụ mình cần mua và ấn thanh toán thôi. Rồi sẽ ra một bảng để mà bạn điền tên nhân vật vào đó. Chú ý, bot bán vàng sẽ đứng mặc định ở khu 51 và khu 52 ở vách Kakarot nhé. Dùng được luôn đối với bắn ngọc tự động. Vừa nhanh lại vừa dễ dùng, sử dụng nick.vn thật đặc tiện. Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB. Và chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ nha. Hôm nay mình lại làm một clip cực kỳ là hay anh em ạ. Thì hôm nay mình mới có thời gian để làm clip cho anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ đi làm một clip đó là đi săn phi dê vàng. Thì anh em biết đấy, phi dê vàng thì cũng khá là trâu, 1 tỷ HP lận. Nhưng mà hôm nay mình với cầm một con ID đó là Bika Monner của mình đi săn phi dê vàng. Và lần này mình sẽ đi cùng ID L3DB Gamer với cả FIFA nữa, thanh niên FIFA nữa. Thì hai anh em mình đang hợp tác để săn con phi dê vàng này. Thì không biết là sẽ được không, thì mình cứ thử đi thôi. Thì mình dự tính là sẽ săn phi cải trang ấy, săn cải trang theo cái nick Bika Monner này. Thì không biết là có được không, thì cứ thử một lần đi xem anh em có trầm trồ không. Đấy, thì cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm dùng con nick cùi bắp của mình đi săn. Đi thử một lần trải nghiệm săn phi dê vàng, mong là sẽ săn được. Đó thì cũng khá là ngon em ạ, nhìn kìa. Nhìn thấy tụt máu HP phi vãi. Thay nên là săn đỉnh ấy, mình thì mình không biết cách kiểu kẹp ác này đâu. Kẹp một phát mẹ 14 ác trên 16 ác rồi à? Vãi. 16 trên 12, ok ổn. Thề, mình chưa bao giờ trải nghiệm kiểu này nên là mình không biết được cảm giác nó như nào. Chỉ có những anh em gọi là có khả năng có thể săn được con phi dê vàng này thì mới biết được cách săn nó thế nào chứ. Mình thì mình chỉ đi ké thôi. Đấy, đợi kinh khi hồi lại mình cho quả kinh khi nữa cho nó chất lượng. 700 tụt cũng nhanh, khá là nhanh em ạ. Kẻ bác bà đã vãn lìn, không hiểu thanh niên này kẹp vào điện thoại gì mà khỏe thế, vẫn chat với mình được mà vẫn kẹp được mười mấy cái app. À không phải, thanh niên này kẹp bằng tivi anh em ạ. Đúng rồi, kẹp bằng tivi anh em nha. Thế như bằng tivi chắc chắn là 100% là tivi rồi. Bữa trước còn bảo là em kẹp bằng tivi.
úp cho anh bằng tivi đấy, mệt vãi cả đái rồi. Vãi, mấy con 555 lách đấm nhỉ? Cũng khá là nhanh thôi. Thì 700 triệu mà 2B nữa. 700. 700 ba mấy nhỉ? Có vẻ khá là lác. Đó. Khiến anh trở về nhà. Trời ơi, la quá. Nhập thông báo Facebook của anh em ơi. Hiện tại bây giờ con Freeze còn 200 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ làm một quả kinh khi anh em nhá. Đấy, sự lợi hại của kinh khi của Bika Moner. Bùm. Mất 10 triệu HP. Ít vãi. Bika Moner cùi vãi anh em ạ. Thì Bika Moner có 50 triệu sức mạnh đây mà anh em. Bây giờ là anh em thông cảm nha. Thì mình sắp xong con Freeze rồi. Thì không biết là mình sẽ nhận được cải trang hay không. Thì cái này mình chưa rõ. Anh em đang tập trung để đánh nốt con Freeze này. Cố lên nào. Cái trời ơi, cái gì? Thông báo Messenger nhiều quá nên là lag. Cố lên nào. Sắp xong rồi. Nếu mà thành công thì anh em nhớ đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Mình rất cảm kích video đó. Phát thanh liên hai máy mà chat nhiệt tình vãi. Bảo đánh con Freeze đi cho nó xong đi rồi chat sau. Cứ cắm đầu chat. Đấy thì mình săn con Freeze vàng này thì cũng lần đầu tiên của mình đi săn. Không biết sẽ ra sao đây. Cố lên nào. Come on. 135 rồi. 34 rồi. Nhìn thích vãi anh em ạ. Hiện tại là League Bika Moner là chưa có cải trang nào cả. Ra là đang game. Game là bất diệt anh em ạ. Rồi 114 triệu rồi. 114 triệu HP nữa. Sắp xong rồi. Trời ơi, mẹ ông mà nhắn tin lắm thế. Đừng rô. Đừng có vào nha mày. Đừng vào. Đấy, thanh niên là vào ác để úp đấy anh em ạ. Me. Mình đang săn bây giờ vào lick mất mạnh cân lối làm sao. Đừng có nghịch ngu nhá. Ôi dồi ôi, la quá, thông báo nhiều quá. Cố lên nào. 83 triệu thôi. Ok. Đấm từ từ thôi anh ơi, lát không nhận được cả trang. Rồi. 8 triệu, 7 triệu, 6 triệu, 5 triệu, 4 triệu, 2 triệu, 1 triệu. Ô, what the fuck, 5 triệu. Ô, lỗ kìa. Cả trang đâu? À đây rồi. Đây, cả trang. Ủa? Nghe được à? Nghe được anh em ơi. Ô, ngon. Quá tuyệt vời. Xong. Ok anh em ơi. Được cái trang rồi. Ây à. Ok. Vậy là Bika Moner đã có cải trang Freeze. Cải trang Freeze vàng, sự đánh 20%, HP 20%, Ki 20%.
giáp 20% ha, sử dụng là 30 ngày. DB Gaming. DB Gaming nhá, không phải BD Gaming đâu anh em. Ok anh em, vậy là mình đã săn được xong cải trang Fize vàng với cho cái ID đó là Pika Monner. Và cảm ơn tất cả anh em trong khu đã giúp mình, đó là bạn Alime 639 với cả em FIFA Phạm Hùng. Cảm ơn tất cả anh em trong khu. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Ok, bye bye bye. Và nếu anh em thấy video hay, đừng quên để lại một like hoặc đăng ký kênh. Thì hôm sau mình sẽ làm một số video khác. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ. Bye bye, về cho những video sau.